Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mới trên kênh YouTube của ClickBuy. Đây là Oppo Reno 7, một con máy cũng mới được ra mắt thôi và mình cũng đã có trên tay và trải nghiệm con này. Thì trong video này hãy cùng mình khám phá xem là nó có gì thú vị và nó có gì để đang nâng cấp so với con Oppo Reno 6 năm ngoái hay là không. Thì hãy cùng mình bắt đầu video ngay bây giờ nhé. Các bạn có thể tham khảo những sản phẩm Oppo hoặc là những sản phẩm smartphone khác tại ClickBuy thông qua đường link mình để phía bên dưới phần mô tả video nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần ngoại hình của con Oppo Reno 7 này trước. Thực sự khi mà mới cầm trên tay con này thì mình đã không thể tin được là nó thành ra như thế này các bạn ạ. Tại vì về kiểu thiết kế nó sẽ không còn là kiểu khung viền vuông vức giống như là con Oppo Reno 6 nữa, mà lại là kiểu thiết kế khung viền bo cong như thế này. Không biết là các bạn thấy sao chứ mình vẫn yêu cái kiểu thiết kế của con Oppo Reno 6 hơn rất là nhiều. Thôi thì cái vấn đề vuông tròn thì cũng tùy gu mỗi người thôi. Nhưng mà khi nhìn vào mặt trước của con Oppo Reno 7 này thì nó lại làm mình tràn trề thất vọng các bạn ạ. Từ cái khung viền mỏng sexy trên con Oppo Reno 6 thì con Oppo Reno 7 này nó lại có một cái cằm dày không khác gì mấy con máy tầm giá 4-5 triệu. Thực sự là hơi khó chấp nhận các bạn ạ. Cái này đúng kiểu là cãi lùi chứ còn cãi tiến gì nữa đúng không? Quay ra phần mặt lưng thì nó lại trái ngược hoàn toàn so với mặt trước. Thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có một kiểu thiết kế mặt lưng đẹp hơn so với thế hệ cũ, với cái chi tiết trước phay như thế này. Và khi mà các bạn nghiêng qua nghiêng lại thì nó vẫn sẽ đổi màu theo cái góc nghiêng của các bạn. Nói chung là cực kỳ là đẹp. Và thiết kế của camera trên này thì nó cũng khá là giống với thiết kế cũ, nhưng mà về số lượng nó lại bị mất đi một camera đo độ sâu, cho nên là nhìn nó cũng sẽ đơn giản hơn là con Oppo Reno 6. Đổi lại thì về kích thước của camera nó sẽ to hơn một chút, nói chung là cũng khá là ok. Về thông số trên cụm camera này thì nó cũng sẽ y chang giống như là thế hệ cũ, với camera chính có độ phân giải là 64 MP, 8 MP cho camera góc rộng và cuối cùng là 2 MP cho camera macro. Trải nghiệm sơ qua thì nó cũng sẽ không khác biệt gì nhiều so với con Oppo Reno 6. Và camera selfie của nó cũng sẽ có độ phân giải là 32 MP, mang lại cái khả năng selfie hơi bị bá đạo luôn đấy. Còn giao diện bên trong phần camera thì nó cũng sẽ giống như là thế hệ cũ mà thôi. Khi mà chuyển qua chuyển lại giữa các chức năng thì nó cực kỳ là mượt mà. Về khả năng quay video tối đa của con này sẽ là 4K và 30fps, nó sẽ không lên được 60fps đâu. Tại vì đây là video đánh giá nhanh con Oppo Reno 7 này thôi, cho nên là về chất lượng quay phim cũng như là chụp hình chi tiết như thế nào thì mình sẽ hẹn các bạn trong video lần sau. Tiếp theo về phần cấu hình của con Oppo Reno 7 năm nay thì năm nay nó sẽ được trang bị con chip đó là Dimensity 900, 8GB RAM cùng với 256GB nhớ trong. Và tất nhiên nó vẫn sẽ được hỗ trợ tính năng là tăng RAM với dung lượng RAM tối đa là 5GB. Nói chung là với 13GB RAM thì nó sẽ mang lại cái khả năng đa nhiệm cũng khá là tốt đấy. Còn về hiệu năng sử dụng thực tế với con Dimensity 900 này ấy, thì nó vẫn sẽ cho một tốc độ load up khá là nhanh. Nhưng đôi lúc thì nó vẫn sẽ xảy ra một số hiện tượng delay nhẹ. Nói chung là đây là một con máy mới ra cho nên là nó cũng sẽ chưa được tối ưu thôi. Mong là một thời gian nữa thì Oppo sẽ tối ưu tốt cho con chip này hơn để sử dụng hàng ngày mượt mà hơn. Còn với tiến trình 6nm trên con Dimensity 900 này thì chắc chắn về nhiệt độ sử dụng nó sẽ thấp hơn, tiết kiệm điện hơn và khi mà kết hợp với một viên pin lớn hơn là 4500mAh, cao hơn 200mAh so với con Oppo Reno 6 thì chắc chắn là về thời lượng sử dụng pin nó cũng sẽ tốt hơn khá là nhiều. Sạc nó cũng sẽ nhanh hơn với công suất tối đa là 65W. Nói chung về thời lượng sử dụng pin và tốc độ sạc trên con Oppo Reno 7 này mình đánh giá rất là cao. Màn hình cũng sẽ là một kiểu thiết kế màn hình nốt ruồi với kích thước là 6.4 inch, độ phân giải Full HD cộng, tấm nền AMOLED, có luôn tần số quét cao là 90Hz, mang lại cái trải nghiệm mượt mà. Chất lượng hiển thị từ tấm nền AMOLED thì cũng không có điểm gì để chê, màu sắc tươi tắn, độ tương phản tốt và màu đen cũng sâu cho nên là dùng cũng rất là thoải mái. Ngoài ra thì về phần loa trên con Oppo Reno 7 này cũng chỉ là loa đơn mà thôi. Đây cũng sẽ là một điểm trừ rất là lớn trong khi đa số những con máy trong cái tầm giá này, thậm chí những con máy giá rẻ tầm 4-5 triệu đã có loa kép rồi, nhưng mà con Oppo Reno 7 này vẫn chỉ là loa đơn mà thôi. Ok, thì đó là video trên tay mình đánh giá nhanh con Oppo Reno 7 này với một điểm trừ rất lớn, đó chính là về phần thiết kế. Còn các bạn thấy sao thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích thì đừng quên để lại một like, share cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của ClickBuy nhé. Bye bye.